hello xin chào tất cả các anh em đã đến với kênh Phong Emo. Thì hôm nay mình sẽ cập nhật những thông tin rất là mới trên dự án Vertex ha. Thì đây là một cái dự án mình cũng đã chia sẻ cho anh em. Thì đây là một dự án phải nói là có rất là nhiều cái cập nhật mới ha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách cập nhật một số cái thông tin mới của dự án này. Thì khi mà anh em kích vào cái link đăng ký ở dưới phần mô tả video ha, thì nó sẽ hiện cái thông báo như này. Thì những anh em nào mới chưa tham gia thì có thể là xuống phần mô tả kích vào cái link đăng ký ha. Thì mình sẽ dịch cho anh em xem cái phần mở đầu của cái app ha. Rồi kiếm phần thưởng hàng ngày gấp 5 lần bằng cách kiểm tra các giao dịch trên chuỗi trong trong Vortex để bắt đầu hãy kết nối ví của bạn bằng ton Connect. Sau đó xác nhận giao dịch. Bước đơn giản này sẽ giúp bạn kiếm được phần thưởng cao hơn và truy cập các cái tính năng khả dụng một cách liền mạch ha. Ngoài ra hãy tận hưởng các cái nhiệm vụ mới có liên quan đến các giao dịch trên chuỗi để tăng thu nhập của bạn nhiều hơn nữa. Đó, thì đây là một cái app mà mà phải nói có rất là nhiều cập nhật ha Và cái tiềm năng của cái app này cực kỳ cao ha à, Thì chút nữa mình sẽ chia sẻ cho anh em những cập nhật rất là thú vị và rất là hot trên dự án này Rồi sau đó anh em sẽ bấm vào chữ Start App cho mình Rồi ok Thì hiện tại nó có một cái thông báo như thế này ha Anh em cần phải có à, Nó có một cái sự kiện liên quan đến cái sàn OKX Ha À, thì anh em sẽ hoàn thành cái sự kiện đó. À, bây giờ bấm vào start này thì nó sẽ ra cái phần à, mục là à, hoàn thành sự kiện của sàn okit. À, thì trên sự kiện này anh em có thể là nhận rất là nhiều cái đồng vết của nó ha. À, thì chút nữa mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách tham gia cái sự kiện này. ha à, Rồi, à, bây giờ anh em sẽ quay lại à, Anh quay lại cái màn hình giao diện chính của cái app này. À, thì trên cái app này ha, đầu tiên anh em sẽ vào cái phần Store này cho mình. À, phần Store thì đây là cái phần mà cứ hàng ngày À, anh em sẽ vào anh em nhận cái đồng coi miễn phí của nó ha anh em bấm vào collect này sau đó là bấm claim thì ở trên cái mục claim này nó sẽ có hai hai mục ha bên tay trái chính là cái phần claim miễn phí à, và bên tay phải là anh em sẽ nhận được à, ít ba lần à, nếu như anh em à, liên kết với cái viton của anh em ha thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách liên kết với cái viton thì khi mà anh em bấm vào claim ít ba lần thì cái phần thưởng của anh em cũng sẽ gấp ba lên à, tuy nhiên là anh em cần phải bỏ một ít đồng ton để làm phí ha rồi bây giờ anh bấm vào claim ít ba nè rồi nó sẽ xuất hiện một cái phần liên kết ví. Đó, thì à, đây là nó sẽ liên kết cái ví là mà lúc trước à, mình đã liên kết với cái dự án này ha. Nó sẽ liên kết với cái ví à, ở đây. Rồi. Rồi, ở đây thì mình sẽ chi trả một ít à, phí thôi, có nghĩa là 0.00001 đồng ton. À, rất là ít ha, tương đương là 0.00007 à, đô rất là thấp luôn, đó, nó, nó chỉ có vài à, vài cái đồng Việt Nam thôi ha, rồi anh em bấm vào kéo này, kéo để xác nhận cái giao dịch, đó thì nó lỗi ha, thì anh em sẽ cần phải làm lại một lần nữa thì nó sẽ xét duyệt cho anh em ha, rồi anh em quay lại cái app, anh em cần phải làm lại một lần nữa ha, để nó mới xác nhận được cái phần giao dịch, những cái phần liên kết ví này thì anh em cần phải làm hai lần, thì lúc đó nó mới xét duyệt cho anh em ha à thì cái phí của nó rất là thấp cho nên là những anh em nào mà có đồng tôn sẵn ở trong ví ấy, thì anh em có thể là tham gia cái mục này đó, anh em kéo kéo qua đây rồi rồi như vậy là xong ha đó xác nhận giao dịch ha đang xác nhận giao dịch đó thì khi mà anh em bỏ ít cái đồng tôn ra thì anh em sẽ nhận được cái phần thưởng được gấp 3 lần ha rồi ok nó đang chạy cái uh, xác minh cái giao dịch ha, rồi anh em có thể là vào cái dấu ba chấm trên đầu, anh em bấm vào cái reload bay lại ha, đó, để mình làm mới cái trang lại, rồi ok, như vậy là xong, đó, đó là cái phần mà collect. à, hàng giờ ha, thì tốc độ hiện tại là 0.1 vớt trên một giờ, thì anh em sẽ vào hàng giờ, à, tầm khoảng uh, vài tiếng anh em vào, anh em uh, nhận ha, rồi tiếp tục ở cái phần bên tái, chính là cái phần mission. ha, sinh thì ở trên đây sẽ có những rất là nhiều nhiệm vụ ở đây. À, thứ nhất là nó sẽ mở những nhiệm vụ như Web3 này. Thì kết nối với Ton là em sẽ nhận được là 5 vớt này. Rồi à uh, withdraw Ton là 5 vớt này, deposit Ton này. Đó, à, thì uh, những nhiệm vụ này nó sẽ liên quan đến cái ví Ton ha. À, cho nên là anh em cần phải cái một có, một có một cái ví Ton để kết nối với cái dự án này để anh em làm nhiệm vụ. ở à, ngoài ra thì dưới này nó cũng có rất là nhiều nhiệm vụ mới ha. Đó, như là đăng ký kênh YouTube này, rồi à, ở đây là mở cái app này hoặc là à, cờ lem free sit này đó, nó sẽ liên kết với những cái app à, khác ha, thì anh em cũng sẽ kiếm được những cái đồng vớt ở đây thì anh em sẽ cố gắng làm hết cho mình ha rất là nhiều nhiệm vụ luôn đó bây giờ mình sẽ à, à, làm một cái cho anh em xem ha ví dụ như follow telegram này đó, thì anh em bấm vào đây rồi bấm à, recap này đó như vậy là nhiệm vụ đã thành công ha thì khi mà thành công thì nó sẽ chìm xuống ha rồi tiếp tục. Ở đây cái nhiệm vụ là open app nè. Pixel nè. Thì em cũng sẽ liên kết với cái dự án Pixel ha. Nó liên kết với cái dự án Pixel luôn. Đó, thì khi em mở lên. Thì nó sẽ liên kết với cái app Pixel ha. Sẵn đây là mình uh, claim cái Pixel luôn. Rồi bây giờ mình quay lại. Mình quay lại ha. Bấm vào cái start app lại. Đó. Thì cái nhiệm vụ nó cũng đã thành công. Thì khi mà nhiệm vụ thành công thì nó sẽ chìm xuống ha. Còn những nhiệm vụ nổi á. Thì à. Uh, anh em sẽ tiếp tục làm tương tự những nhiệm vụ khác ha đó rất là nhiều nhiệm vụ anh em quay ra rồi tiếp theo ở đây mình sẽ update cho anh em một cái phần là cái phần upgrade ở đây à, ở đây nó sẽ có rất là nhiều cập nhật ha thì đối với cái update thì anh em sẽ ba cái mục này anh em sẽ update lên những cái level mới ha thì khi mà anh em update càng cao thì cái tỷ lệ mà cái nhận cái đồng vớt này hàng giờ thì anh em sẽ càng cao nha có thể là sử dụng cái đồng vớt của nó luôn năm nâng cấp lên ha level càng cao thì cái tốc độ khai thác của anh em càng cao đó rồi như vậy ha à, và cái đặc biệt của cái dự án này nó có một cái phần nữa rất là hay luôn đó là cái phần cạc ở đây anh em bấm vào cái thẻ cạc bên tay phải đây thì uh, cái thẻ này nó cũng sẽ tương tự như những cái thẻ hamster combat uh, hay là cái thẻ của cái dự án Z ha uh, hoặc là pixel uh, thì uh, về cơ bản những cái thẻ này nó anh em chỉ cần bấm vào đây để anh em nâng cấp những cái thẻ này thì khi mà anh em nâng cấp cái thẻ này lên thì anh em sẽ nhận được cái phần lợi nhuận mỗi giờ ha ví dụ như ở đây anh ở đây nó sẽ có ba thẻ thứ nhất là economy này thứ hai là military à, và thứ ba là sin ha thì trong ba cái một thẻ này thì nó sẽ có những cái thẻ con anh em sẽ cần phải nâng cấp lên rồi bây giờ mình sẽ vào economy mình nâng cấp ha ví dụ như đầu tiên mình nâng cấp level không trở lên này anh em bấm vào upgrade thì anh em sẽ khi anh em sẽ bỏ ra 0.02 cái đồng vết để nâng cấp từ level 0 lên level 1 đó ha sau đó anh em sẽ bấm update thì anh em lưu ý là khi mà anh em update lên lề một thì anh em sẽ nhận được cái profit ở đây là 0 0 0.02 0.002 cái đồng vết trong một giờ ha thì khi mà anh em nâng cấp càng cao thì cái 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 tỷ lệ mà thu nhập thụ động của anh em càng cao ha rồi bấm vào update thì cái phần update này cũng sẽ có hai phần phần update bên tay trái chính là cái phần uh, uh, miễn phí ha miễn phí thì anh em sẽ bỏ ra 0.02 cái đồng vết để anh em nâng cấp lên còn nghe thì bên tay phải này à, nó sẽ được là trừ một phần trăm có nghĩa là em sẽ không tốn cái đồng vết tuy nhiên là anh em cần phải là liên kết và anh em bỏ ra một ít phí ton à, một ít cái đồng ton đã làm phí để anh em sẽ update lên thì ví dụ mình sẽ bấm vào update để làm mình dùng cái ví ton ha rồi nó cũng sẽ kết nối cái ví của mình rồi thì ở đây nó cũng có một ít phí thôi à, nó chỉ có tốn mất là 0.00001 cái đồng ton à, 4 số 0 rồi tới số 1 ha tương đương nó sẽ là 0.00004 4 số 0 rồi tới số 7 1 đô à, thì chi phí rất là thấp nha đó à, chỉ tốn rất là ít luôn thì anh em sẽ kéo cái nào qua anh em chỉ cần có một ít tôn thì anh em có thể là kéo qua đó à, thì cái phần này anh em cần phải làm hai hai lần nha đó, à, quay lại anh em sẽ quay lại để làm một lần nữa ha bấm lại một lần nữa nè bấm vào update sau đó bấm vào update bên tay phải rồi chờ xác nhận ha ở đây mình rất là ít cái đồng ton nhưng mà mình vẫn làm được ha phí rất là thấp luôn rồi như vậy là xong nha đó nó xác minh giao dịch nè anh em chờ một xíu cho nó xác minh cái phần giao dịch Đó, à, nếu như anh em không có đồng tôn thì anh em có thể sử dụng cái đồng vớt mà anh em đào được để anh em nâng cấp lên đó ha rồi thì những cái thẻ khác tương tự anh em sẽ nâng cấp lên ha anh em nâng cấp càng nhiều thì cái 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 lợi nhuận mỗi giờ của anh em càng cao thì lúc đó khi mà anh em không vào app á, thì nó vẫn sẽ tự động nó khai thác cái phần offline cho anh em nha rồi đó là phần nâng cấp ha phần tiếp theo mình sẽ muốn update cho anh em là cái phần event ở cái mục ở giữa đây màu đen đây anh em bấm vào đây thì hiện tại nó có một cái sự kiện liên kết với cái sàn OKX ha thì uh, tổng giải thưởng là 10.000 đô nè hả 10.000 đô thì ở đây nó sẽ có các cái mục như sau thứ nhất là cái phần drive for sign up thì khi mà anh em đăng ký sàn OKX thì anh em sẽ nhận được là 10 vết nè nha rồi phần thứ hai là phần KC thì khi mà anh em KC uh, trên cái uh, tài khoản của anh em thì anh em sẽ nhận được là 500 trăm Tuy nhiên cái phần KC này nè là nó đòi hỏi cái cái tài khoản mà sàn OKX của anh em á à, là nó phải là lấy từ cái link à, rep của cái chính dự án này đưa ra còn nếu như anh em đã có sẵn cái sàn OKX thì anh em sẽ à, không thể có có thể có thể là anh anh em sẽ không có cần phải làm nhiệm vụ này rồi ở phía dưới này thì à, nó sẽ có những cái phần thưởng à, cho anh em ví dụ như anh em cần phải à, à, nạp vào ít nhất là 50 USDT ở trong cái tài khoản OKX ha à, và anh em à, thì lúc đó nó sẽ mở khóa cái phần thưởng 75 vết này cho anh em. Hoặc là anh em sẽ trầy ở trên sàn OGX ha, à, bằng cách là anh em sẽ trầy 5 đô ở trong cái mục thẻ Future này thì anh em sẽ nhận được 75 vết Và thứ thứ ba nữa là anh em cần phải làm à, hoàn thành ba nhiệm vụ này, à tray. nói chung là ba cái phần này thì liên quan đến phần trầy. Thì à, nếu như anh em không có à, cần phải đầu tư hoặc là trầy trên cái sàn OGX thì anh em có thể là bỏ, bỏ qua ba phần này rồi bây giờ mình sẽ bấm vào zone nào đó thì ở cái phần này thì anh em cần phải có một cái tài khoản sàn OKX ha thì những anh em nào mà chưa có cái sàn okit thì xuống phần mô tả video mình để cái đường link đăng ký anh em kết vào và đăng ký ha sau đó tiến hành kc sàn okit ha và mình đã có tài khoản OKX rồi thì bây giờ mình sẽ quay lại ha rồi quay lại thì nó sẽ hiện ra cái phần là sign uh, up OKX có nghĩa là anh em sẽ nhập cái OID của tài khoản sàn OKX của anh em vào đây. Thì bây giờ mình sẽ vào cái sàn OKX. Rồi, tiếp tục anh em vào cái góc trái phía trên màn hình. Đó, ô vuông này. Đó, sau đó nè, nó sẽ hiện ra cái phần hồ sơ của anh em. Tiếp tục anh em bấm vào cái phần à, hồ sơ của anh em bấm vào đây luôn. Đó, rồi tiếp tục nữa, anh em sẽ thấy được cái phần là UID đây đó, thì anh em sẽ bấm vào copy hai cái biển vỡ này bên tay trái này à, bên tay phải này bấm vào đó để sao chép rồi ha rồi anh em sẽ quay lại cái telegram anh em dán cái UID của anh em vào đây đó sau đó anh em bấm chết rồi như vậy là nhiệm vụ thành công này ha thì khi mà anh em nó hiện cái UID của anh em ở đây có nghĩa là mình đã tham gia thành công nha rồi, đó là như vậy ha. Rồi để mới giới thiệu bạn bè thì anh em bấm vào cái friend ở đây. Anh em sẽ bấm vào invite friend để chia sẻ thêm cho bạn bè ha. Thì đây là một dự án phải nói là rất tiềm năng. À, và hiện tại trên dự án này nó cập nhật rất là nhiều. À, và đặc biệt là ở đây nó có cái phần thẻ để nâng cấp à, cho anh em tăng thu nhập thêm. À, trong quá trình mà anh em offline uh, upline ha. Thì đây là một cái phần thu nhập thụ động rất là lớn. Cho nên là anh em lưu ý ở cái phần cái thẻ này. À, anh em cần cập nhật nhiều lên để anh em sẽ tăng lên cái phần uh, vết của anh em khai thác được à, khi mà anh em upline ha đó rất là ok nha rồi ở phần kênh tri này chính là cái phần uh, mà tham gia vào cái làng ha thì anh em có thể là join uh, vào cái làng uh, mình chỉ đợi cái đường link uh, tham gia làng của mình ở uh, dưới phần mô tả video anh em bấm vào cái đường link đó thì anh em cũng sẽ chia sẻ cái lợi nhuận uh, của cái uh, tất cả các thành viên uh, tham gia cái làng uh, của của mình nha đó rồi ok ha thì đây là một cái dự án phải nói là có rất nhiều update luôn cho nên anh em vào và cũng có rất là nhiều nhiệm vụ anh em có thể là triển khai để mà tăng cường cái số vote của anh em ha. Thì đây là một dự án cực kỳ tiềm năng được hỗ trợ bởi Tone Blockchain rất là mạnh à, thì anh em cần phải tạo một cái ví liên kết với Tone à, liên kết với cái dự án này để làm nhiệm vụ trên đây rất là nhiều anh em nha. Rồi ok thì video này sẽ kết thúc anh để thấy video hỏi thì cho mình một nút like để ủng hộ video. Những anh nào chưa đăng ký kênh thì bấm nút đăng ký và chọn vào chuông bên phải để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.